gốc Việt Nam bị lạc lồi ở bên đây. Hôm nay mình cho bao nhiêu phần quà? Phần để áp ở đây cho nhiêu phần quà? Ở đây là tổng hội của tỉnh Bư nè. Chú Bư phái đoàn của Việt Nam mình qua để cứu trợ nha Campuchia, cho được 200 phần quà đi hai xe. Dạ biết cô. Hello hello Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam Campuchia, Việt Nam Campuchia. Chứ gì nữa, quên rồi. Quên rồi. Qua bên Campuchia để phát quà cho bà con của mình. Phát được nhiêu phần quà đấy? 200 phần quà. 200 phần quà. À, kính thưa quý vị, thì bữa nay hôm nay đoàn mình đi phát quà ở bên Campuchia nha quý vị. Đây. Hello anh trai. Đồng Việt Nam. Dạ 200 phần quà. Đây có anh trai của tôi. Anh trai là bé này bé bự, bé 7. Hello. Hello. Hello mọi người. Đồng Việt Nam phát quà ở Campuchia. Chú dài dài nước cá luôn chú ơi. Thầy chú này giờ lớn tuổi mà vẫn đi qua Campuchia để phát quà nè quý vị. Đúng rồi. Hello. Dạ đây là giờ bé Dưỡng. Bé Dưỡng người Việt Nam. Cơm cho đủ sao cho đủ cái gì?
vào bên trong nè, bước vô, bước vô, bước vô. Rồi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ đây phái đoàn của Việt Nam Tâu Dương Quách Campuchia giờ đây gần tới Long Bên để cứu trợ cho kiều bào Việt Nam và gốc Campuchia, gốc Việt. Nơi đây là những người nói chung cũng gọi là bất hạnh, không được giàu có. Cho nên đó trong phái đoàn chúng ta được trở về nơi đây để giúp gieo duyên, coi như là một cái tấm lòng lá lành đùm lá rách, còn lá rách nữa thì đùm lá te tua. Tả tơi. Ai có hiểu được một từ kia đó? Dạ, lời nói đầu tiên luôn chúc phúc cho cả nhà chúng ta luôn luôn tốt đẹp và hạnh phúc, vượt qua bao mọi khó khăn. Vào buổi gặp gỡ hôm nay, trước khi phát quà, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Nguyễn Phước Nghiêm đến đây gặp gỡ nói vài lời tặng bà con. Mời quý và xin trân trọng giới thiệu Nguyễn Phước Nghiêm, trưởng đoàn trong buổi phát quà, cũng là một buổi đoàn đi Campuchia giếng núi Tà Lơn nhìn năm bên. Mời quý vị ca ngợi cho Nguyễn Phước Nghiêm một tràng pháo tay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính đến chính quyền địa phương và cũng như kính đến phái đoàn, toàn thể quý bà, cô bác, anh chị em, kính mến, kính thưa quý vị. Hôm nay là ngày 20, cũng là ngày phái đoàn của chúng tôi để rồi tổ chức đi viếng núi Tà Lơn cũng như thăm viếng thành phố Nam Giang. Và đến đây là tỉnh gì ta kia? Tỉnh nội Cung Sa Bư. Cung Sa Bư. Tỉnh Cung Sa Bư. Cung Sa Bư. Tỉnh Cung Sa Bư. Và có hội người Việt phải không ta kia? Đứng nói dạ. Và chúng tôi cùng với nhà xe Sơ Kiệt. Sơ Kiệt cũng cho biết là sẽ ghé ở đây để phát 200 xuất quà để gieo duyên cho bà con một số là người Việt phải không sự kiện cộng đồng người Việt đang gặp một cảnh khó khăn, mà không riêng của bác mình ở tỉnh từ đâu, chúng tôi từng lên biển Hồ đã phát rất là nhiều lần bồ sát bồ sát cũng như là cùng sự kiện này hướng dẫn tạc keo được biết thì ngày 24 là sự kiện còn đi phát 200 xuất quà. Trời ơi, điểm nào lên sự kiện 200 xuất quà ở tỉnh tạc keo, tỉnh tạc keo ha. Một ngày xuất quà ở biển Hồ là 28 ha. Thì xin thưa quý vị, nói đến tới đây đó, cái nhịp cầu nối là do Sơn Kiệt. Cho nên đầu tiên xin quý vị mình hãy cho một tràng pháo tay cho Sơn Kiệt là nhịp cầu nối đến đây. Và cũng nhờ Mạnh Thường Quân cũng như quý cô bạn, quý cô bác, anh chị em, trong đó có cô Quỳnh Thị Trưng đã hỗ trợ là 2 tấn gạo và cũng như một số cô bác Mạnh Thường Quân cùng với nhà xe Sơn Kiệt để phát 200 xuất quà. Trong cái xuất quà thì giá trị là 250 ngàn, gồm có mì, gạo, dầu ăn, nước tương, muối, ngọt. Đó, nói chung là đủ hết. Mì, gạo, nước tương, dầu ăn, bột ngọt là coi như một nắm khi đói bằng một gói khi no của ti tơ tóc mà nghĩa so ngàn vàng. Cũng nghĩ đến tình thương bác mình ở phương xa nhân dịp tháng 7 Vu Lan báo hiếu trở về đây thăm viếng tặng quà. Xin thưa quý vị, đặc biệt hơn nữa chuyến đi này thì có rất là nhiều các anh em trong đoàn theo, và đặc biệt là có anh Nguyễn Mấy Bảy là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, là thường ngâm sấm giảng. Nếu quý vị mình có dịp là mở lên mạng vào YouTube hay là có cái thể nhớ anh Nguyễn Mấy Bảy ngâm sấm giảng rất là hay. Giờ này trước khi phát quà thì xin quý vị nghe lại một đoạn kinh, tức là kinh sấm giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo do anh Nguyễn Mấy Bảy thành lòng cung kính tụng ngâm. Xin mời quý vị hãy hoan nghênh cho chàng anh Mấy Bảy một tràng pháo tay.
Nam Mô A Di Đà Phật. Là gần chỉ những tình xa, lúc xưa thì cùng dù ra. Con
Rồi bây giờ chắc cũng bây giờ trước khi phát quà thì giới thiệu anh Mỹ sẽ đại diện cho tập hội cũng như là thành viên tập hội và tập hội em sẽ giới thiệu xong rồi tới Nam Kim biểu sau đó anh Mỹ sẽ đáp từ cảm ơn đoàn đã chân thành mời Mỹ giới thiệu. Bây giờ mình làm gì cho nó gọn cho nó tranh thủ nó lẹ. Còn không đi không sáng giờ rồi cũng mệt rồi tranh thủ nó lẹ. Đại diện cho bên đoàn thì có ông Nguyễn Quốc Nghiêm là đại diện cho đoàn làm từ thiện. Mời bà con trên đoàn tay. Cùng các nhà mạnh thường quân đại diện cho nhà xe anh Sơn Kiệt. Đây nhà xe anh Sơn Kiệt. Đại diện cho tổng hội thì tôi phó chủ tịch tổng hội của Liên Quốc Campuchia kiêm chủ tịch tổng lãnh hội của Liên Quốc. Đại diện cho bên có vợ chồng anh kia là chủ tịch lãnh hội Tạc Eo anh kia đó rồi. Cành Đa, vợ chồng anh kia đi làm từ thiện luôn. Rồi đại diện cho Cành Đa có anh Châu phó chủ tịch lãnh hội Cành Đa. Đại diện tỉnh Tạc Eo có anh Hậu tỉnh Tạc Eo cũng những người cùng nêu đại diện cho. Rồi trên dưới bà con đây gần 200 nữa, có một số bà con nãy đi lợi 11 giờ rồi phải ra chờ cái chạy ăn cơm, không biết ăn gì nữa mà lâu quá chưa tới và chưa đủ. Dạ coi như là mời ông Nguyễn Quốc Nghiêm đại diện cho đoàn phát biểu với bà con. Dạ kính thưa toàn thể cô bác anh chị em kính mến, nhất là những chị kiều bào Việt Nam ở Vương quốc Campuchia. Hôm nay với đoàn chúng tôi đi thành phố Nam Giang cũng như kính viếng núi Tà Lân và có mang cái phần quà với tấm lòng thể hiện người con Phật như Đức Thầy đã dạy là rằng chứ những đỉnh xa lúc xưa thì cũng gục gà với nhau, ngày nay tốt phước sang giàu xin thương kẻ khó giúp hào một khi, cậu cô chú bác cùng gì khắp nơi thầy chú một khi hảo lòng, việc nhà quý bạn đã xong hiệp nhau làm phước gõ lòng hiền nhân, bụng nắm khi đói bằng bụng gói khi no của ti thái đốc mà nghĩa sâu ngàn vàng thì không biết nói gì hơn. Khi quý vị mình nhận được phần quà này cũng chúc phúc cho quý vị được nhiều sức khỏe và cố gắng phấn đấu làm ăn phát đạt vươn lên, nhưng mà đặc biệt có điều là phải gắng làm hiền, phải gắng tin tưởng chờ Phật và phải sống chân thật. Chúng ta phải là người tốt thì chúng ta mới khổ được. Thưa quý vị đồng ý không? Đồng ý. Và tôi cũng hết sức là tán thán tinh thần của chính quyền địa phương đã có nhiệm vụ cũng như là hỗ trợ và cũng như là lo lắng cho kiều bào có điều kiện đến đây nhận quà, và hy vọng rằng quý vị sẽ cố gắng lo thêm nữa, và chúc quý vị được thành công tốt đẹp, và chúc quý vị luôn luôn là con đường thành đạt. Và xin cảm ơn ngắn gọn người ta hút quà. Vậy cho tôi xin gửi cái thư cảm ơn đại diện cho bà con, gửi thư cảm ơn cho đoàn nha anh chị nhé. Có năm cái vừa cảm ơn ở tờ hai bên đại nhau đây là cô Quỳnh Thị Trân, hỗ trợ rồi
Rồi bây giờ hello con bố Dũng này. Thank you.
tổ chức đây là những nước thánh đức của các vị tiên Phật tu hành của chúng ta, thì trên đường đi cũng có ghé qua bên nơi thác nước Campuchia. Ở đây thì cô bằng chủ đề một tấn nào cũng không nhớ đang phát quà cho bà con của mình là 200 quà. Như vậy đây là tất cả cơ bản của mình là gốc Việt và Campuchia, là cũng có vài người đó, cô bác mình đang nhận quà ra là quý vị. Một việc làm rất là ý nghĩa từ đất nước Việt Nam thân yêu trở về Campuchia đến làm để hỗ trợ những một quà cho bà con của mình, thể hiện lên tinh thần dân tộc. Đây phát quà cho bà con. Sao mà lãnh quà rồi mà gác tay đầu với cô? Loài lần chung có con
xin. Sáng mua hai cái chụp được lại chụp cái này. Xin mà bỏ nãy giờ bên trong cho tổ chức đại đạo thành đang phát quà cho các bác, bà con Việt Nam của mình ở Campuchia đang nhận nha, thì cũng có một số cô bác ở Campuchia như Campuchia luôn. Đây là thành phố gì đấy? Cầm luôn rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Sư cảm ơn. Đưa qua ba là. Nãy em kêu chị đi mua thêm gì mua con cầm này. Đây là cô này nãy cũng nhờ cô giúp là trên như là chuyện như thế được là trên một tiếng chứ không có trên là tại vì nó gần mà như An Giang mình dưới bên đây nó cũng gần không với Indo cũng trên đồng tiếng đồng hồ chứ dạ dạ đúng Indo thì nó xa. Cảm ơn các bạn.
lên đây, cô lên tôi làm giấy tờ, tôi làm cho tôi đi tên. Cái gì? Để em lên làm cho rồi bắt đầu cái người nào bắt đầu. Đi đâu nữa hả? Nằm dài đi về khó về, đàn ông có vợ, đàn bà thì ở lại đi luôn. Cô có chồng có con, bác phải ở lại đây rồi, sao về bển?